Khi bạn mang bầu, tất cả các bậc cha mẹ đều mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con ngay từ lúc chào đời. Khi mang thai, bạn chính là người xây dựng một nền tảng cho sức khỏe và sự phát triển của bé. Bạn xây dựng nền tảng đó qua việc bổ sung dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai. Chất dinh dưỡng góp phần quan trọng trong sự phát triển tối ưu cho bé. Một trong những dinh dưỡng quan trọng của bé là axit béo omega 3 từ cá. Omega 3 vô cùng cần thiết cho sự phát triển về não bộ và thị lực của trẻ. Điều quan trọng là chế độ dinh dưỡng của người mẹ phải đảm bảo đủ lượng omega 3 cung cấp cho cả mẹ và bé. Dùng omega 3 trong thời kỳ mang thai còn bổ sung nhu cầu omega 3 trong giai đoạn cho con bú. Vì lợi ích sức khỏe, cơ quan y tế Na Uy khuyến cáo nên bổ sung omega 3 trong suốt thời kỳ mang thai. Một thìa dầu gan cá tuyết tự nhiên sẽ cung cấp đủ cho bạn lượng axit béo omega 3 cần thiết. Dầu gan cá tuyết Möller's, đặc biệt dầu omega 3 và DHA, rất quan trọng cho sự phát triển não bộ và sự phát triển về thể chất. Dầu gan cá tuyết Möller's còn giàu vitamin D3, vô cùng cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Vitamin D hỗ trợ xương và hệ thống miễn dịch. Vitamin D is known for its beneficial effect on the bone development. It also supports the immune. Một công bố trên tạp chí nhi khoa nổi tiếng quốc tế Pediatric nói rằng dùng dầu gan cá tuyết trong thời kỳ mang thai và cho con bú có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của bé. Möller's kết hợp độc đáo giữa omega 3 và vitamin D3 là dưỡng chất vô cùng cần thiết cho sự phát triển tối ưu, giúp con bạn có được sự khởi đầu tốt đẹp nhất khi chào đời. Dầu gan cá tuyết Möller's giàu omega 3 và vitamin D hỗ trợ não bộ và thị giác, xương chắc khỏe, hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.